Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, có một cái băn khoăn mà rất nhiều chủ xe chắc chắn sẽ gặp phải, đó là bị hỏi mượn xe. Và nếu như không cho mượn thì mang tiếng là ki bo kẹt xỉn, keo kiệt. Còn nếu như cho mượn thì sợ xe hư, xe hỏng, thậm chí là mượn xong rồi thì không chịu đổ xăng và nhiều các cái hệ lụy khác. Tuy nhiên, lời khuyên mà chúng tôi muốn dành cho các bạn trong trường hợp này là đừng cho mượn xe bởi rất là nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, nếu như người mượn xe thiếu trách nhiệm gây tai nạn tử vong thì chủ xe phải là người chịu trách nhiệm, đặc biệt là khi trên xe có người bị thương. Nếu chủ xe là người gây tai nạn thì bảo hiểm sẽ chi trả cho một người bị thương, nhưng nếu người lái không phải là chủ xe thì bảo hiểm sẽ không chi một đồng nào. Lúc này chủ xe nghiễm nhiên vạ lây và phải chịu trách nhiệm bồi thường. Thứ hai, nếu người mượn xe điều khiển gặp tai nạn vì sử dụng rượu bia thì công ty bảo hiểm cũng sẽ từ chối trách nhiệm bảo hiểm, và chủ xe chính là bạn sẽ là người tiếp tục phải chịu chi trả những các cái tổn thất. Thứ ba, nếu như người mượn xe gây tai nạn thì các thành viên trong gia đình sẽ không nhận được bồi thường từ cơ quan bảo hiểm, trừ khi chủ xe mua bảo hiểm cho cả thành viên trong gia đình. Trong trường hợp này thì chủ xe sẽ phải tự đứng ra bồi thường. Thứ tư, nếu lỡ người đã thiếu trách nhiệm còn dày mặt mượn xe trong trường hợp tai nạn, người mượn không có khả năng bồi thường thì chủ xe là bạn sẽ phải gánh trách nhiệm bồi thường. Và thứ năm, nếu như bạn biết rõ người mượn xe không có giấy phép lái xe, hoặc biết người này lái ẩu hay sử dụng rượu bia và chất gây nghiện mà vẫn cho mượn, thì khi tai nạn, trách nhiệm sẽ không còn được tính bằng bồi thường vật chất mà sẽ lấn sang cái việc là điều tra hình sự. Và điều cuối cùng là tuyệt đối bạn không nên cho người khác mượn xe, đặc biệt là các thành phần thích sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc là ma túy. Trên thực tế thì các vấn đề xảy ra với xe của bạn đều có thể giải quyết bằng tiền mặt, nhưng tổn thất về người thì có lẽ là không thể cứu vãn. Và một khi tai nạn đã xảy ra thì sẽ dẫn đến cái vấn đề về kiện tụng về pháp luật rồi là bồi thường rất là phức tạp. Vì vậy, trước khi cho mượn, bạn hãy nghĩ đến an toàn cho người bạn thân của mình, dù mất lòng nhưng không nên để xảy ra tai nạn rồi mới thấy hối tiếc. Thì đây là 6 cái lý do mà bạn không nên cho người khác mượn cái chiếc xe hơi yêu quý của mình. Thì ý kiến của bạn như thế nào? Có phải chăng là những các cái lý do này quá là và không phù hợp với cuộc sống? Hãy comment để lại cái ý kiến của mình. Và chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like cho video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video mới từ chúng tôi.